Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game mở mới huyền thoại anh em ơi. Ở video này thì mình sẽ mega một con Pokemon đầu tiên ở trong cái bảng danh sách Pokemon của mình. Thì hiện tại bây giờ mình ứng cử viên sáng giá nhất ở hiện tại thì bây giờ mình chỉ muốn là mega con Gayquaza trước, rồi sau đó là sẽ đến con Gengar, rồi sau đó là sẽ mega tiếp với con Gigadot nè. Nhưng mà hiện tại bây giờ để mình xem thử là cái con này, trời, với viên đá này hiện tại giờ đây là lần đầu tiên mình mega cho nên là cũng khá là ngỡ ngàng, không biết là mega như thế nào luôn anh em đó, không biết là mình sẽ mega như thế nào. Đây bây giờ mình sẽ vô mình xem thử là mega như thế nào nha anh em. Để mình xem thử thì nó cần phải có mấy cái nguyên liệu để mà mega anh em, cần phải có nguyên liệu để mà mega tướng, đó là mấy cái viên để viên đá để mà có thể là tăng thêm cái tỷ lệ phần trăm thành công với lại phần trăm đột biến. Mấy cuốn sách này không biết để làm gì đây, dùng để huấn luyện Pokemon tăng giảm ngẫu nhiên ba điểm cá thể của Pokemon. Mình cũng chưa có sử dụng mấy cái này, mình cũng không biết là như thế nào anh em. Ôi, cái đây là cái trang bị miễn phí nè, ngoại trang miễn phí này kia đâu. Mở xong sẽ nhận được một cây stone cao cấp Vesua nè, đây Mega Kenga nè, Charizard nè. Bên đây thì bên đây nó xịn hơn em, cái này thì nó có tỷ lệ là 4% và 6% đột biến, khá là cao hơn là cái viên màu tím nãy. Thì mấy con Pokemon bên đây thì nó chỉ hỗ trợ có ít thôi ta, vòng vòng có mấy con thôi ta. Lucino và Garchomp nè, sao không thấy của con Gayquaza ta. Vậy là Gayquaza thì nó không có đá ở đây rồi, vậy là mình sẽ không thể nào mà mình đột biến Gayquaza được rồi nè. Bây giờ muốn đột biến Gayquaza thì bây giờ mình cần phải có mảnh để mà mình ép thành đá. Hiện tại giờ tỷ lệ thành công là 30% rồi nè. Thì bây giờ mình cần phải đặt full đá đây. Ủa, chưa lít được. Cái này chắc hình như là qua cái dòng sau thì anh em mới lít được nè. Khi mà anh em đặt full đá vô thì nó sẽ nhảy qua cái dòng sau, là cái dòng sau anh em sẽ đặt vô ba con Pokemon xịn á. Tùy theo anh em có thể đặt XG hoặc là SSG thì cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Ở trong đây nó cho mình ghép mấy cây đá ở dưới này chứ, Mega này nè, đó, cây Stone Mega, Lestoy nè, Lestoy là con rùa, Charizard nè, Golden nè, Gaichu nè, Gaichu nữa nè, ủa sao tới hai loại Gaichu ta, Pika cây Stone cao cấp. Đây, để mình xem thử có bao nhiêu con Pokemon đây. Gachom, Zekrom. Mình đang rất là thích con Zekrom này. Zekrom này mình không biết kiếm ở đâu gần nè. Ồ, mấy cái viên này là cần phải có tốn kim cương để mà đập lên đi nè. Tốn kim cương để mà ghép lại. Chứ không phải là tốn vàng hả nè. Để mình xem thử con Gayquaza nằm trong mất tiêu trời. Vesua, Golden nè, Gengar. Ấy, Gengar nè, Gengar thì sử dụng Gengar sử dụng vàng để mà ghép anh em. Đó, sử dụng vàng để mà ghép. Rồi, bây giờ không biết là kiếm ở đâu đây ta. Độc quyền, ghép nguyên liệu. Cây ton này có tỷ lệ là 3% với 2% đột biến anh em, khá là thấp à. Mega. Gayquaza. Để mình xem thử. Gayquaza này thì cần phải có mảnh Gayquaza nữa anh em. Hiện tại giờ mình lấy đâu ra mảnh Gayquaza để mà mình ghép đá đây. Tỷ lệ nó cũng khá là thấp nữa. Nên là bây giờ mình sẽ thay đổi. Bây giờ không lẽ bây giờ mình chuyển qua mình Mega con Gengar chứ anh em. Giờ nguyên liệu để mà Mega con Gayquaza thì giờ không đủ nguyên liệu rồi, giờ cũng bó tay rồi anh em.
Để mình xem thử Gengar. Rồi chết luôn rồi. Gengar đang hiện tại giờ nó đang đi đóng quân ở trong quân đoàn này. Em vui rồi. Trong lãnh địa vui rồi anh em ơi. Vậy là bây giờ số phận đẩy đưa đưa đẩy rồi. Bây giờ mình sẽ Mega con Gigadot đi. Bây giờ mình sẽ đọc con Gigadot lên. Rồi ta. Để mình kiếm Gigadot đây. Đây Gigadot nè. Hay, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ Mega con Gigadot lên mới được. Để mình xem thử. Đây, mảnh Gigadot của mình khá là nhiều cái chất. Cái này để mình để up mấy cái sao cao cao một xíu. Như là sao càng cao thì cái tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ thành công nó khá là cao á. Tỷ lệ thành công nó rất là cao. Vì vậy mà bây giờ mình sẽ cố gắng, mình sẽ đập cho nó lên sao cao cao một xíu. Để tỷ lệ thành công nhiều nhiều xíu. Nên tại đây là cái con Mega đầu tiên của mình. Mình muốn chắc chắn 100% là nó sẽ thành công á nè. Mình muốn chắc chắn 100% nó sẽ thành công và sẽ đột biến. Vì vậy mà bây giờ mình sẽ dồn hết đồ chơi, mình sẽ chơi cho nó luôn. Đó, ok. Mong là nó sẽ đột biến được anh em. Thấy anh em, số anh em là Mega nó lên đột biến khá là đẹp, rất là xịn sò. Thì không biết là sao, thì mình cũng gắng đu theo, cố gắng đặt cho em nó lên được Mega với cái trạng thái đột biến cho nó xịn xịn xíu. Đây, bây giờ mình sẽ đập tiếp luôn. Mình sẽ đập cho nó lên full sao nhiều nhất có thể. Ồ, cái này hết rồi. Bây giờ mình cần phải mua thêm mấy cái chai này mới có thể là up sao tiếp. Ok, đỡ đây, chơi luôn. Đây là con Mega đầu tiên của mình nha anh em. Đây là con Mega đầu tiên của mình luôn. Lần đầu tiên mình Mega Pokemon luôn. Mình chết rồi. Hết hết mấy cái con Pokemon kia rồi. Thì cái con Gigadot này nói chung là cái tỷ lệ ra Pokemon Lát nó cũng khá là dễ anh em. Hiện tại giờ mình có tới 4 con Pokemon Lát Gigadot rồi. Để mình xem thử là cái bây giờ hiện tại giờ đã bao nhiêu phần trăm cái tỷ lệ thành công này. Đây, Gigadot đây. Đó, ôi trời, nó mới có 7% tỷ lệ thành công đi nè. Vậy là mình cần phải có thêm một số mấy cái ngọc này để tăng cái tỷ lệ phần trăm thành công lên anh em ơi. Mình tưởng đâu là nó cao lắm, nhưng mà hiện tại giờ mới 7 sao thì nó chỉ có 7% thôi anh em. Ôi, tính ra là 1 sao nó chỉ có 1% thôi nữa ta. Ê chà, hơi bị khó anh em. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ tăng sao lên cho nó thêm xíu nữa. Dùng mấy con Gigadot này luôn đi. Đây, không biết là hình như là mình thấy là Mega lên xong nó sẽ trả nguyên liệu thì phải anh em. Để xíu mình xem thử nó có trả lại mấy cái mảnh không nữa. Nếu mình không trả lại mảnh là chắc là cũng cắn lưỡi luôn chứ biết sao giờ anh em. Nguyên liệu đâu nữa mà đập sao lên đây. Mega xong thì nó tính ra nó sẽ bị cùi bắp như mới có một hai sao thì làm ăn gì được giờ ta. Vì nãy mình còn một số mấy cái con Disco tím thì phải. Đây, bây giờ mình sử dụng mấy con này để mà mình tiến hành, mình sẽ đập nó lên luôn. Ok, để mình sẽ đập nó lên luôn. Rồi, đủ luôn. Ấy, level 40 có thể là đập sao tiếp anh em. Level 40 có thể là đập sao tiếp. Bây giờ mình sẽ ra, mình sẽ tăng cấp cho nó lên đã. Như vậy là cái cấp của mình chỉ có thể lên được tối đa kịch khung luôn là chỉ có lại 10 sao rồi anh em. Chỉ lên được tối đa 10 sao thôi. Muốn lên 12 sao thì phải lên cấp thêm mới được. Rồi, ok, lên luôn, 10 sao. Đây. À, chính bản thông báo vừa mới thông báo mình đã vừa mới đập được con Gigadot lên 10 sao. Đây, thì bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ xem thử tỷ lệ phần trăm nó lên được bao nhiêu à. Gigadot, ok, đây. À, loại SSG anh em, chỉ úp lên được SSG thôi chứ không phải là UG á. UG là từ mấy con SSG nó up lên thì mới lên được UG, còn SG chỉ lên được SSG thôi nè. Đó. Đội hình. Để mình xem thử. Bây giờ mình cần phải có mấy con Pokemon 3 sao để làm food. Mấy con Pokemon 3 sao để mà làm food lên. Thì bây giờ chắc là mình sẽ up mấy cái con SSG để mà làm food luôn chứ biết sao giờ nè. Để mình xem thử mấy anh em khác.
mấy anh em khác đang chơi mấy con Pokemon gì đây, có anh em nào Giga không hả? Gigadot đây là không. Ôi không ai sử dụng Gigadot Mega cho nên nè. À có anh em, có một bạn sử dụng Gigadot Mega nè. Ok, có động lực để mà mình tiến hành Mega con Gigadot này rồi. À tưởng đâu là không ai sử dụng Mega Gigadot nữa chứ. Thôi lỡ rồi, mình chơi luôn. Tính tên ở chết này, thiếu mấy cái đá để mà up nó lên em. Đây, bây giờ mình sẽ vô. À, mình sẽ vô mình mở mấy cái cái hộp đá, mấy cái hộp mà có thể là lấy được mấy cái viên đá cường hóa này kia. Mấy cái viên đá nâng cấp á. Nãy mình còn mấy cái hộp để mà mở ra. Bây giờ mình sẽ xem thử. Túi. Bây giờ mình cần phải làm gì nữa vậy ta? Bây giờ mình cần phải kiếm mấy cái viên đá, để mà nâng cấp lên. Đúng rồi, bây giờ mình trước tiên mình sẽ mở mấy cái viên đá này trước đi. Bây giờ hiện tại giờ mình chỉ có 2 viên thôi em. Rồi, Gigadot nó mất tiêu rồi. Đây, ok, Gigadot đây. Đó, thì mình sẽ lấy 2 viên. Còn mình còn một cái hộp màu vàng nữa, nè. Đây, một viên đá cao cấp nữa. Mình sẽ cố gắng đập cho em nó lên đột biến luôn em, chứ mình sẽ không có đập lỡ cỡ nữa. Đấy, tại vì nguyên liệu mình không có nhiều, chỉ có giới hạn thôi, cho nên là với lại con đầu tiên đó, cho nên là mình sẽ cho nó là thành công 100% luôn em. Sẽ cố gắng cho cái tỷ lệ thành công cao nhất có thể. Hiện tại giờ con này nó đang ở trong cái kia rồi, không có vô để mà ấy được, không có vô mà để mà mega được. À, ok, giờ mình sẽ kiếm đủ nguyên liệu để mình sẽ mega cho nó đây. Rồi, ok, cuối cùng thì nguyên liệu này kia nó cũng đã đầy đủ hết rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ mega nó đi anh em à. Mình sẽ tiến hành mình sẽ mega con ê chết rồi, tự nhiên chọn gây qua da gì. Đây, mình sẽ bỏ mấy con làm food luôn. Golden, con Eventon với lại Eventon với lại con X gì đó, Sinh ra gì đó, ok. Để có tỷ lệ phần trăm nè. Đây, thì mấy cái con Pokemon food nó cần phải 3 sao mới có thể là đưa vô để mà mega nha nè. Đó, tăng cái tỷ lệ phần trăm lên. Hiện tại bây giờ cái tỷ lệ phần trăm của mình nó đã lên được 82% rồi, chỉ có 42% đột biến thôi anh em. Đây, nguyên liệu. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ mega thử. Đây, dùng một cái tinh hoa đi, dùng một cái tinh hoa này xem thử rồi. Ok anh em ơi. Đây, bây giờ xem thử được nó có đột biến hay không. Dạ, ok anh em à. Đột biến rồi đấy mày, đột biến rồi. À, khá là hên, khá là may mắn đấy mà. Đây là đầu tiên, là con Pokemon đầu tiên của mình tiến hành Mega và nó đã đột biến. À, siêu dũng luôn mới ghê chứ. HP càng thấp thì sát thương gây ra càng cao, đụng kép càng cao. Ok. À, đã quá anh em ơi. Đây, đã thiệt. Tưởng đâu là xịt rồi chứ. Ủa, nó trả nguyên liệu rồi nè. Ủa, sao nó chỉ trả lại mấy cái đồ cường quá này thôi, thôi vậy. Tăng sao rồi này kia được thôi, chứ nó không có trả lại cho mình mảnh Pokemon với lại mảnh ít to á ta. Nó chết luôn rồi anh em à. Bây giờ kiếm đâu ra đồ để mà mình up sao lên đây. À, thì nãy mình quên để ý mình xem thử mấy anh em khác mega như thế nào thôi. Thì nói chung là tóm lại cũng phải mega thôi. Bây giờ nó không trả thì cũng phải chịu anh em. Tính ra con Gigadot này cũng khá là dễ kiếm mảnh. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ kiếm mảnh, mình sẽ đập nó lên lại thôi, không sao hết. Nói chung là bây giờ lên mega là ok. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ đập sao cho nó lên tiếp. Ok, 3 sao rồi anh em à. Đây, cho lên 4 sao luôn. Ê, cấp 15 mới có thể lên được. Đó, để mình nâng cấp lép của nó lên cái đã. Đây, ok, lên 40 luôn. Đó, đây là Pokemon Mega đầu tiên cho nên là khá là vui nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ huấn luyện đó để mình xem thử nó lên được bao nhiêu lượt chiến này. Hiện tại giờ video cũng khá là dài cho nên bây giờ mình chưa có đem nó đi quýnh test thử này kia. Đó, để cái gì mình test thử ở video tiếp theo nha anh em. Anh em nếu mà có ạc nào viết một xíu, xịn xíu, có mấy con Pokemon ngon ngon xíu có thể đưa cho mình để mình review thử được không anh em. Nếu mà được thì anh em cứ inbox trực tiếp của Facebook của mình nha, đường link Facebook mình để dưới phần mô tả của video này đó.
và anh em có thể lên trên Facebook có thể kiếm là Shop 9 Gaming và cái avatar cũng y chang như cái avatar ở trên kênh YouTube của mình nè. Thì anh em có thể nếu mà có ad VIP nào đó cho mình mượn để mình review thì kia thì cảm ơn anh em rất nhiều. Để gì mình lên mình test tướng thử cái sẵn mình quay đi video này kia mình chia sẻ với anh em khác cùng xem. Tại bây giờ tựa game này cũng khá là đông anh em đang chơi. Thì vậy mà nếu mà được thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, vui quá anh em ơi. Vui quá. Đây là con Pokemon Mega đầu tiên và cũng khá là thành công. Thành công ngoài sự mong đợi anh em. Đã đột biến luôn. Không biết là cái con Gengar sau này mình sẽ Mega nó không biết là có may mắn như là con Gigadot này không. Đó, thì bây giờ nếu mà bây giờ mà muốn Mega một con Pokemon tiếp theo thì cần phải có rất là nhiều nguyên liệu để mà đập sao cho nó lên em. Đây, đập xong thì con Gigadot mình chỉ hiện tại giờ chỉ còn được có 3 sao thôi à. Hình như là còn đủ nguyên liệu để mà đập nó lên 4 sao nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ huấn luyện nó lên cái đã. Huấn luyện này kia. Rồi. Hồi nãy con Gigadot này mình chưa huấn luyện cho nên là chưa có tốn. Không biết là mình huấn luyện rồi thì khi mà mình Mega lên không biết nó có giả nguyên liệu không? Giả nguyên liệu huấn luyện này không ta? Nguyên liệu huấn luyện với lại mấy cái nguyên liệu mà hết tem à. Hết item chắc là cũng giả lại chứ anh em. Đây, mình nghĩ là nó sẽ, chắc là nó sẽ giả lại chứ. Khá là vui anh em ơi. Ok, thành công mỹ mãn rồi. Đây, thì video nó cũng nói chung là cũng khá là dài rồi anh em. Thôi mình sẽ up này xong rồi mình sẽ kết thúc video ở đây luôn. Ở video tiếp theo mình sẽ test thử đem con Gigadot này. Mình sẽ đi test thử xem sao. Xem thử là có ok hay không, có đẹp hay không anh em. Nếu mà anh em nào đang chơi Gigadot thì có thể là cho mình cái cách mà thiên phú con này nên dồn vô gì anh em. Dồn vô tốc độ hay là công việc kỹ hay là vô phòng thủ này kia rồi đó. Anh em tư vấn giúp mình nha. Hiện tại giờ đây là lần đầu tiên mình sử dụng con Gigadot này thôi. Đó, lần đầu tiên mình Mega nó lên luôn. Rồi, ok, thôi mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái bỏ bói điện thoại này. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký để có động lực cho nhiều video tiếp theo hay hơn cho anh em xem nha. Và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận cho mình nha. Để mình có nhiều ý tưởng hay ý kiến đóng góp anh em để mình đúc kết lại mình sẽ cho ra những video chất lượng hơn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em nha.